Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Thanh Hải xin gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể tất cả quý cô chú anh chị em đang xem video clip của Thanh Hải vào buổi chiều ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay mình cũng xin đính chính về một sự việc. Trong những thời gian vừa qua, chắc có lẽ là cô chú anh chị em cũng đã biết mình làm về cái công việc gì. Thì bên cạnh đó là cái câu chuyện của gia đình bác hai cô chú anh chị. Đó. Thì không biết là mấy ngày qua mình đã đụng chạm gì và đến những thành phần gọi là ghen ăn tức ở hay là như thế nào đó đó. Nhưng mà hiện tại là từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay, quý cô chú anh chị, có khá là nhiều cái cuộc gọi từ số lạ khắp mọi miền nha, gọi đến Thanh Hải rất là nhiều. Nghe máy, nói chung là nghe từ sáng tới giờ, từ hôm qua đến giờ rất là mệt luôn cô chú anh chị. Thật chắc ra mình chưa hiểu là cái chuyện gì xảy ra luôn đó. Nhưng mà trong cái phần cuộc gọi mọi tất cả các cũng như là anh chị em gọi đến cho chỗ Thanh Hải á, thì điều khi mình bắt máy lên alo thì hỏi phải Thanh Hải không, mình trả lời là dạ đúng rồi. Thì bên kia, bên đầu dây bên kia là cho rằng là mình nhắn tin cái gì cái này nọ đó, cũng giống như là ném đá dấu tay với cô chú anh chị đó. Thì khi mà gọi điện thoại đến hỏi Thanh Hải rằng là hỏi đúng Thanh Hải không, nếu đúng rồi thì bên kia trả lời rằng sao bạn hoặc anh hả Thanh Hải nhắn tin tôi như vậy là ý gì hay là như thế nào. Thì hôm nay mình xin thưa rằng là Thanh Hải không, hoàn toàn không có dùng cái số điện thoại nào để nhắn tin cho tất cả những người, anh chị em ha, không nhắn tin cho ai hết đó. Những thành phần đó là những thành phần gọi là ganh ăn tức ở của chúng chị nhắn tin đến với cái mục đích như thế này, là trêu chọc cũng như là nhằm ném đá dấu tay, cũng như là cho bên kia gọi điện thoại để mà chửi bới Thanh Hải như thế nào đó. Nhưng mà cũng may rằng là tất cả cô chú anh chị em trong từ ngày hôm qua nay cũng đã hiểu, không có ai nói lời nặng nhẹ gì đến mình. Tại vì như thế này cô chú anh chị, cái thành phần này là dùng một cái số điện thoại khác nha, số điện thoại lạ nó nhắn cho từng số luôn, dùng số điện thoại thì bây giờ nhắn đại nhắn cạn cô chú anh chị, vô số ai vô mà nó nhắn từng số với nội dung như thế này: mày muốn gì gọi điện cho tao qua số này đó. Thì nhắn mày muốn gì gọi điện cho tao qua số này, thì cái số này là ai đó, là bấm cái số điện thoại của Thanh Hải vô đó luôn đó, là cho số của Thanh Hải cô chú anh chị đó. Chơi cái chiêu trò cái kiểu gì đó mà bỉ ổi với mấy ta, đúng không, quá bỉ ổi. Cũng có nhiều người, người ta rất là hiểu cô chú anh chị, cho nên là người ta không thể nào mà người ta gọi điện thoại đến mà người ta hồ đồ hay là ta chửi bới gì cái đó, chứ điều đó không có. Cũng cảm ơn là mấy anh chị ngày hôm qua nay là không có chuyện đó. Không phải riêng về nhắn về cái nội dung đó không cô chú anh chị, rất nhiều nội dung khác nhau. Chẳng hạn như là tôi muốn làm quen với bạn, muốn hẹn gặp bạn, bạn cần gì gọi lên số này đó, với cái nội dung như đó, cần gì gọi lên số này, cũng đưa cái số điện thoại của Thanh Hải vô luôn. Rồi thêm cái nội dung nữa là chửi bới người ta, chửi nặng nhẹ ta gì đó, mày cần gì gọi lên số này. Thì cũng may là mấy cô chú anh chị em đó cũng hiểu, không có gọi điện lên mà chửi bới liền thì mà không có nghe, phải tìm hiểu kỹ rõ ràng. Cũng rất là cảm ơn tất cả cô chú anh chị em từ hôm qua đến nay đã hiểu đã hiểu được điều đó. Ví dụ như chẳng lẽ như ví dụ là mình nhắn đi, hay bây giờ Thanh Hải nhắn đi, Thanh Hải nhắn dùng cái đầu số khác, nhắn là mày cần gì gọi lại số này, cái Thanh Hải cho số của ai thì cũng chẳng là, không lẽ chẳng lẽ là cái số người đó nhắn sao, đúng không? Cho nên là sai lầm ở một điểm là cũng như là một cái thành phần mà ganh ăn tức ở này nè, cần cái gì thì gọi trực tiếp bên đây nha. Nếu ở đây tôi sai cái vấn đề gì á thì cái việc nói tôi, nếu tôi nhận cái sai nha, nếu đúng là tôi sai tôi nhận cái sai, chứ đừng có làm cái gì dở những cái trò bỉ ổi như vậy, không có đúng. Cộng đồng mạng bây giờ nói chung ta là biết hiểu biết chân à, chứ không phải như ngày xưa mà khi mà nhắn tin gặp được cuộc gọi là cô chú anh em biết không, gọi điện thoại tới là chữ tới tấp cũng đó. Còn bây giờ không có hỏi lịch sự đàng hoàng, tại người ta thừa hiểu, người ta thừa hiểu cái câu chuyện này. Ví dụ thay gì á, Thanh Hải muốn nhắn là Thanh Hải dùng cái đầu số của Thanh Hải rồi, đúng không, mà tại sao dùng cái số lạ rồi nhắn tin như vậy, thì người ta phải tình nghi, người ta hỏi rồi có phải không. Nếu ta xác minh đúng như vậy thì người ta có những lời lẽ nặng nề như thế nào thì cái phần nó phần sau. Còn về vấn đề như thế này là trong những thời gian vừa qua ở đây tôi làm về cái câu chuyện của gia đình của bác hai, là trong cái câu chuyện của chị Kim Hà đó đó, thì tôi cũng chả có đụng chạm gì mấy ai ha, chả đụng chạm gì với ai chứ. Nhưng mà không hiểu tại sao từ ngày hôm qua tới nay là có những cái tất cả các số lạ gọi điện thoại đến mà làm như vậy là như thế nào. Thì cô chú anh chị em nghĩ thành phần này từ đâu mà ra đó. Nên nhớ rằng là đừng có chơi cái trò mà ném đá dấu tay vậy nha. Cần thiết mình cứ gọi điện thoại trực tiếp để mình nói chuyện với nhau, để mình giải trình giải bài như thế nào đó cho mọi người ta hiểu rõ hết, chứ đừng có nên mà làm cái tư thế cái những cái hành động như vậy là không đáng nha. Hành động đó, hành động để dành cho mấy đứa trẻ con đó, nó làm
đó. Còn mình đáng mặt mày râu rồi mình đừng làm cái hành động đó. Mong rằng là cái thành phần nào mà gánh ăn tất cả, thành phần nào đã làm trong sự việc này á, nên cân nhắc thật kỹ. Hiện tại bây giờ tất cả cũng như là quý cô chú anh chị em và cộng đồng mạng không có mà hồ đồ như mình nghĩ đâu đó. Cho nên là đừng có mà mượn cái chiêu trò như vậy là không có đúng. Người ta rất là sáng suốt bình thường, khi người ta gọi điện thoại đến người ta vẫn hỏi đâu đó đàng hoàng, xác thực đúng cái thông tin. Nếu đúng rõ là Thanh Hải nhắn thì người ta mới có những cái lời lẽ hay như thế nào đó. Còn này ta gọi điện thoại ta chỉ hỏi mình có nhắn hay không, mình nói không, tôi trả lời là không có nhắn, tại từ hôm qua giờ là cái số điện thoại của mình đó đang bị một cái sự cố scandal đó. Cho nên là có một cái kẻ xấu lợi dụng vào một cái số điện thoại lạ, dùng cái số điện thoại lạ đó đã gửi điện thoại, gửi tin nhắn cho những từng người. Cô chú anh chị em nghĩ đi, tất cả đầu số thì bấm thí bấm đại cũng càng vô, bấm đại cũng vô nữa cô chú anh chị đó. Nhắn từng người, ê mày hay gì đó, mày muốn gì mày gọi lên số tao nè đó. Nhưng mà cho gọi lên số của Thanh Hải cô chú anh chị, hoặc là chữ xong rồi mày cần gì mày gọi lên tao nè đó. Còn thêm một cái nội dung nữa là mình muốn làm quen với bạn, muốn gặp bạn, bạn cần gì gọi lên số này. Mèn bét ơi, chơi cái kiêu đến cái kiêu đó luôn với cô chú anh chị. Cái công việc của mình á, là nói chung là không có rảnh ha, không có rảnh. Mong rằng là thì qua cái video clip đính chính của ngày hôm nay đó thì mong rằng cô chú anh chị em hiểu về điều này. Mình hoàn toàn không có dùng số điện thoại nào lạ để mà nhắn tin hết. Có cần thiết gì mình sẽ nhắn tin bằng số điện thoại của mình đó, đuôi là 535 đuôi đó, đầu số là 0939 đó, 535 đuôi đó. Thì cái số đó là số điện thoại của mình xài chính từ đó giờ, mình đâu có làm chuyện tầm bậy tầm bạ của chú anh chị đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại có một thành phần gọi là gánh ăn tất cả, thành phần là đầu óc sâu bọ, nên lại dùng những cái chiêu trò như thế đó để là nhằm là cũng như là khích tướng, ném đá nấu dấu tay, chơi cái chiêu trò cũng như là chọt bên này chọt bên kia để cho đấu đá lẫn nhau. Nhưng hoàn toàn bây giờ nói chung bây giờ ai đâu có phải như ngày xưa nó đâu mà khi nhận những cái tin nhắn vậy người ta lại là chửi bới, không có, hoàn toàn không có cô chú anh chị. Cũng mong rằng là qua cái video ngày hôm nay chắc có lẽ là thành phần này nó cũng đã từng theo dõi cái kênh của mình rất là nhiều cô chú anh chị, nó gan ăn tức ở hay như thế nào đó, hoặc là mình có móc cái ba phả dòng họ nhà nó lên hay không mà nó làm gì mình không hiểu luôn. Còn về vấn đề trong cái câu chuyện của ba gia đình bất hai thì mình đã nói ngay từ ban đầu ngày hôm qua rồi đó, mình cũng đã nói thì hiện tại bây giờ cái câu chuyện nó đang để chờ từ phía bên cơ quan chức năng, thì ở đây mình dừng lại, mình không nói nữa. Thì là nói chung mình không nói nữa nó, nhưng mà tại sao lại bây giờ là có chiêu trò là nó khích tướng như vậy là không hiểu lý do thế nào, thì chính từ đâu mà ra, thì mong rằng cô chú anh chị em hãy suy nghĩ cái điều đó nha. Từ đâu mà ra thì cũng từ những cái thành phần đó, thành phần là sâu bọ nó. Chắc bây giờ nói chung là xem cái video này chắc tức lắm nè, thành phần sâu bọ nó chơi chiêu trò đó, thành phần là gọi là ganh ăn tất cả, thành phần nói chung là cặn bã của xã hội đó mới có làm được điều đó. Thế còn qua ngày ngoài ra những vấn đề cũng như là những người mà người ta thông minh sáng suốt, người ta hiểu chuyện đó, hiểu về vấn đề này kia nọ, việc ai làm mới biết đó, thì nó đâu làm gì đâu, có những thành phần đó mới làm gì thôi đó. Thì ngày hôm nay nói chung bức xúc quá thì lên đây cũng nói nhiều cái câu lời lẽ nó không có được tế nhị, thì mong rằng cô chú anh chị em thông cảm. Nhưng mà những cái lời lẽ mà không được tế nhị đó là dành riêng cho những cái thành phần gọi là cặn bã của xã hội, dùng cái chiêu trò là ném đá dấu tay đó, dành cho riêng cái thành phần đó. Chứ ở đây Thanh Hải không có nói gì ai, mong rằng cô chú anh chị em thông cảm. Từ trước tới giờ mình làm việc đâu đó rõ ràng, không bao giờ cũng như là lên không gian mạng mà bóc phét hay là cũng như là nói xấu gì ai đó. Nhưng mà ngày hôm nay mình chính thức đã gặp chuyện này, sự cố này thì rất là buồn cô chú anh chị. Và những ai đã nhận được những cái tin nhắn của cái thành phần sâu bọ này á, thì mong rằng hãy hiểu giùm, nếu như cái đầu số nào nhắn tin lại mình, mình cứ gọi trực tiếp đến đầu số đó, chứ đừng cứ gọi đến đầu số mà cái thành phần đó nó cho, tại vì số là số của mình đó. Mong rằng cô chú anh thông cảm nha. Thì cái sự việc của nó là nói chung là trước đây thì có ông anh của mình cũng đã gặp rồi đó, về vấn đề này rồi, nói ngày hôm nay là tới mình. Thì không hiểu với lý do như thế nào mà nó lại nó có những cái thành kiến gọi là không được ôn hòa cho mấy nha. Ở đây mình cũng chưa có nói gì cái gia đình ba phả dòng họ nhà của cái thành phần đầu óc mà nói chung sâu bọ này, chưa có nói gì tới gia đình nó. Trừ khi nào nói tới gia đình nó đi rồi nó lên tiếng, mà lên tiếng như thế nào, chính thức lên tiếng, gọi điện thoại nói thẳng với nhau luôn, nói trực tiếp với nhau luôn, mày làm gì vậy tao không thích chẳng hạn là gì. Nếu như mà nói như vậy tôi hỏi là vấn đề nào tôi làm sai, chỉ ra những cái điểm sai tôi đã làm rồi thì đúng, tôi xem là đúng, tôi hoàn toàn xin lỗi
chứ đừng có chơi cái chiêu trò như là không được, không đáng mặt anh hùng, nói chung không đáng là mặt đặt đắng mày gâu, nó thua một đứa trẻ con nữa nha. Bỏ những cái chiêu trò đi, bởi vì hiện tại bây giờ xã hội bây giờ nói chung là cô chú anh chị em ai cũng hiểu về vấn đề đó, thành phần nó đã xưa đã cũ rồi, kiếm chiêu trò nào mới mà làm, đừng có làm gì nữa đó. Thì thông qua video clip ngày hôm nay là mình trước hết là mình cũng muốn gửi đến cho tất cả cũng như là cô chú anh chị em nào đã và đang nhận được một tin nhắn có nội dung như trên, và cho là cái số điện thoại của mình là số là 0939 558 535 đó, nó có cần gì gọi số đó đó ha, là xin thưa là ai mình không có nhắn nha. Cái số điện thoại là số của mình, nó thành phần nó cái những cái đầu óc sâu bọ nó nhắn vô là nó nói là có cần gì gọi số đó, đó là nó cho số của mình đó cô chú anh chị, mong rằng hiểu giùm nha. Ở đây Thanh Hải xin đính chính lần nữa, Thanh Hải không có nhắn tin dài hết, còn những đầu số nào nhắn thì cô chú anh chị em cứ gọi việc gọi số điện thoại đó đó, bộ anh đầu nó sẽ bổ xuống đó, vậy đi. Chứ bây giờ nói chung mình nói không biết hết đừng nói rồi, tại những thành phần này nói chung là nó không có còn là được tôn trọng trên xã hội nữa, cho nên là nó làm bậy làm đại là làm càng vậy thôi. Còn về sự việc của gia đình bất hai thì mình đã nói rồi, từ trước đến nay mình cũng đã nói rồi luôn, nói á là có cái điểm dừng nha, khi nào mà nói nó đến mức điểm dừng là mình sẽ dừng lại. Như hiện tại bây giờ thì bên cơ quan chức năng mình chỉ chờ đợi, thì tôi nói chờ đợi thôi rồi mình sẽ dừng ở đây, mình nói mình chờ đợi coi như thế nào, chứ còn gì đâu mà nói, đúng không? Mình đã nói dừng rồi thì mình dừng. À, rồi thì mong rằng là cô chú anh chị em hiểu giùm điều này. Rồi thông qua video clip ngày hôm nay thì Thanh Hải gửi đến cho tất cả cô chú anh chị em một cái lời đính chính của sự việc mà Thanh Hải đã bị một cái thành phần xấu đã cũng như là chơi cái chiêu trò ném đá nấu dấu tay đó, mong rằng là cô chú anh chị em hiểu giùm điều này. Thì video clip đến đây cũng xin kết thúc, và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị em trong những video lần sau. Thì cả nhà yêu thương cho Thanh Hải một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký, và đừng quên bấm quả chuông lên để đón nhận video clip của Thanh Hải đăng tải lần sau nha. Rồi Thanh Hải xin mến chào và hẹn gặp lại ạ.